luôn mọi người. Wow, mới một ngày mà mình giảm tận 6 lạng. Ôi vãi đại. Ơ 6 lạng. Một tuần giảm 1 lạng, bây giờ một ngày giảm 6 lạng. Ôi thật là vãi chuyện trưởng. Đúng hướng rồi. Tiếp tục. Cho thêm ít hạt tiêu. Bây giờ thì mình có một buổi sáng rất là nhẹ nhàng với các bạn thấy rồi đấy, 90g đồng trắng. Và sau 90g đồng trắng này thì mình sẽ nghỉ ngơi tầm chắc là 10-15 phút đấy, tại vì nó rất là nhẹ và mình sẽ cardio lần đầu tiên trong ngày. Rất là hứng khởi khi mà chúng ta đã giảm được nhiều như thế, nên là hãy cố gắng nhé. Qua sau khi mình up cái ảnh thức ăn ở bên này và các bạn đã nhìn thấy một tí chai tương ớt chiên su bé tí ở đây, và các bạn ấy có hỏi là ăn tương ớt chiên su thì tính kiểu gì, liệu sao không, thực ra là cái chỉ số tương ớt chiên su này nó chẳng đồng ấy. Ở đây trong đây có 250g nhá, mà tầm 100g là có tầm 25g carbs và tầm 3g protein gì đấy. Thì khi mà mình dùng ấy, mình nhỏ ra vài giọt thôi, nhỏ vài giọt chắc là tầm được 3-4g thôi mà, thì nó không đáng, tầm 1g cáp thôi ấy. Nên là mình cứ ăn cái chia su này với đây, với trứng. Mình nhỏ vài giọt thế này thôi. 5g. 5g không nhiều, mọi người đừng phức tạp hóa quá. Nhưng mà cái gì chúng ta nên tính, còn những cái loại sauce này nó không có mấy, còn những loại nào mà nhiều đường thì mình không nói, nhưng mà loại này nó không có mấy nhá, chỉ là tương ớt thôi, nên là mọi người không sợ, ăn không sao nhá. Tại thì là đã 5 giờ chiều và bọn mình chuẩn bị đi tập. Nhưng mà hôm nay thì mình, trước khi đến với cái buổi tập ngày hôm nay thì nhân tiện gọi là mình sẽ lên một cái lịch, một cái list để kiểu đằng em mình mua cái những thực phẩm bổ sung nào mà kiểu nó cần ấy. Thì ra là nó sẽ mua từ A đến Z luôn, tại vì chưa dùng, rất là dùng ít rồi, nhưng mà kiểu bây giờ muốn dùng lại ấy. Thì mình sẽ đi qua điểm suýt những cái gì gọi là căn bản nhất, cũng như là thứ tự ưu tiên của mỗi loại thực phẩm bổ sung này. Thì nếu bạn nào, các bạn thấy là nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn cứ mua cả list cũng được, còn không thì các bạn cứ đi từ những sản phẩm đầu tiên đến những sản phẩm cuối cùng. Thì đấy là cái thứ tự ưu tiên của mình. Và đầu tiên thì lúc nào mình cũng chọn là cái đầu tiên sẽ là whey protein. Whey protein thì với khi mà chúng ta trong chương trình siết như thế này ấy, thì ở whey protein nó có một loại whey là whey impact isolate. Thì với whey impact isolate này thì nó có rất, nó kiểu như là tinh luyện được rất nhiều cái protein trong một cái scoop dùng ấy. Ở đây thì các bạn có thể thấy là trong một khẩu phần của nó này có tận 23g của protein liền, và trong đó khi đó nó chỉ có tầm 0.6g là carbohydrate thôi, rất là ít, nên vì vậy là rất tốt cho chúng ta việc giảm cân. Và ngoài ra cái giá ở đây thì nó tầm 1 triệu ấy, 1 triệu một túi kg nhá. Và ngoài ra thì mình còn có là the whey là loại thứ hai, và loại này cũng rất là nhiều protein. Nhưng mà với cái loại này ấy, thì nó sẽ nhiều cái dưỡng chất hơn. Vì sao? Vì là nó sẽ phải chấp nhận có một chút gọi là carb một chút. Đây các bạn có thể thấy là ở đây trong đây nó có 1.8g của carbohydrate, nhiều hơn kia một chút thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng hoàn toàn ok, vì ở trong đây có rất nhiều các tạp chất mà rất là bổ dưỡng, như kiểu nó có rất nhiều cả L-leucine, isoleucine và valine, là có cả BCA trong đấy ấy. Thì những cái này nó sẽ không chỉ cung cấp cái protein cho chúng ta mà cung cấp cả những cái BCAA đấy và những cái tạp chất khác, nó rất nhiều cái mà protein những cái khoáng chất, rồi cũng như là cái chất mà nó rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nên là mình khuyên mọi người là mọi người thử tìm hiểu nhá. Whey, the whey thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đây là 900g SD với 30 serving, mà 909.000 nó kia là 40 serving là 1 triệu. Thì đấy tùy điều kiện các bạn và tùy cái mục tiêu của các bạn thế nào. Nếu mà các bạn dùng cái này thì các bạn sẽ phải tính một cái lượng carb nhất định để làm sao mình trừ đi để bù lại với cái lượng ăn đấy.
Đấy, đấy là về whey. Whey và protein đấy là để mình gọi là uống thêm ấy. Rồi thứ hai, nếu mà mình muốn các bạn mua nó sẽ không, mình sẽ muốn các bạn mua BCAA. BCAA là gì? BCAA là branched chain amino acid. Đây là gồm có 3 loại amino acid như lúc nãy mình đã nói ấy, leucine, isoleucine và valine. Thì đây ba loại acid amin rất cần thiết cho cơ thể chúng ta, và nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà phục hồi hoặc kéo tăng cái sức độ bền cho cái cơ bắp của chúng ta, đảm bảo cho chúng ta khi mà chúng ta tập ấy, chúng ta sẽ tập tốt hơn, và khi mà chúng ta về chúng ta nghỉ ngơi cũng rất là tốt. Ở đây thì đấy, mình sẽ tùy, chắc là mình sẽ phải mua túi tầm 500 gram. Ở trong đây ấy, một cái serving của nó nó sẽ là 5 gram nhá. Và cái tiêu chuẩn để dùng BCAA cho một ngày cho một người lớn bình thường ấy sẽ là từ 15 đến 20 gram một ngày. Và nếu mà các bạn tập cực kỳ nặng hay hoặc là các bạn tập quá nhiều môn thể thao rồi, hoặc là đấy, nếu mà các bạn muốn phục hồi nhiều hơn thì chúng ta sẽ phải uống tầm đấy 30-40 gram, thì mình sẽ có đấy tầm 7-8 serving ấy. Như vậy ấy, nhưng mà cái như thế này thì nó chỉ có là dạng bột thôi, thì nhiều khi ấy ở đây thì nó có thể là có rất nhiều hương vị để cho mọi người chọn là hương vị nào mà mọi người có thể hòa nước ấy, còn mình thì mình chọn cái không hương vị để mình hòa với whey mình uống ấy. Và ngoài ra đấy thì mình còn mua thêm BCAA dạng viên nữa. Đây mình cho các bạn xem luôn. BCAA dạng viên của mình đây, BCAA Plus đây, dạng viên. Thì như vậy ấy, kiểu mình có thể ngủ dậy mỗi sáng hoặc là và trước khi đi ngủ ấy, mình uống mỗi lần một serving nữa, như vậy nó sẽ thoải mái hơn là khi mà mình đỡ phải uống mấy dạng bột đấy, nó tiện hơn rất là nhiều. Rồi tiếp đến cũng là một thành phần hỗ trợ phục hồi cho cơ bắp của chúng ta, đó là glutamine. Với glutamine thì ở đây nó cũng có hai dạng là dạng viên và dạng bột, thì mình cũng có cả hai dạng đấy, mình cũng nói như thế rồi. Với glutamine là gì? Glutamine thì đây là một cái acid amino acid đấy. Thực ra là cái này nó không cần thiết lắm bằng cái BCAA, vì là cái glutamine này nó có thể tìm thấy trong rất nhiều các loại gia cầm như kiểu gà hoặc là những cái đồ mà thực phẩm kiểu dairy, mình không biết tiếng việt là cái gì, dairy là cái gì. ok đấy, nói chung là nó sẽ cho chúng ta một cái acid amin rất là tốt như vậy, và lượng mà chúng ta cũng cần là tầm 15-20 gram. Và với những người ăn thịt ấy, như chúng ta là ăn được thịt này, thì có thể không cần dùng lắm, tại vì thực ra là khi mà chúng ta ăn rất là nhiều thịt như thế thì cái lượng glutamine ở trong đấy là đủ rồi. Nhưng mà có những người ăn chay hoặc là những bạn nào ăn chay thì rất khó để kiếm cái lượng cái glutamine, và mình khuyên là nên có những cái viên hoặc là những cái bột glutamine để chúng ta dùng ngoài, nó hỗ trợ cho, vì thực ra ấy, khi mà chúng ta kết hợp cả cái BCAA và glutamine nó thiên về hỗ trợ sau khi chúng ta tập hơn, nó giúp chúng ta gọi là kiểu phục hồi lại cơ bắp tốt hơn. Về BCAA thì nó sẽ giúp chúng ta kiểu tăng cái sự sức bền, endurance ở đấy, sức bền của cái cơ bắp của chúng ta. Như vậy ấy, thì khi mà chúng ta nó phối hợp vào ấy, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sức phục hồi rất là nhanh và chống dị hóa cơ. Thì đấy là hai cái mình khuyên để làm sao chúng ta phục hồi cơ bắp của chúng ta một cách tốt nhất trong cái quá trình mà chúng ta phải giảm lượng calo, là giảm lượng dinh dưỡng của chúng ta hàng ngày từng ngày một. Rồi với cái thứ ba nữa đó là omega 3. Đây omega 3 là một cái chất béo rất là cần thiết. Đây ở đây người ta cũng biết rất nhiều những cái như là đây EPA này hoặc là DHA này, thì những cái này nó sẽ rất là chất béo cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là nó không chỉ kiểu giúp chúng ta có một cái đấy, mắt sáng này, duy trì chức năng của não và thị lực này, mà nó còn giúp chúng ta này bảo vệ các cơ quan nội tạng. Đấy là những cái phát trong cơ thể của chúng ta ấy. Thì đây là một cái loại phát rất là tốt, nên là mình recommend mọi người dùng cái này, và nó cũng phục hồi cái sức khỏe cho cái cơ thể của chúng ta. Đây là một cái loại mà mình nghĩ là không đợi mình tí, mình phải quay lại con này đã. Ok, nó sẽ là một cái chất béo rất cần thiết của chúng ta ấy. Và với cái loại này thì mọi người sẽ nên dùng tầm 2 viên một ngày. Ở đây thì nó có 90 subwell hoặc 250 subwell, thì mọi người cứ mua vào xong rồi thêm vào giỏ hàng. Ok, rồi tiếp đến là vitamin. Vì thực ra là khi mà chúng ta ăn uống thế này ấy, khi mà chúng ta cố gắng
cố gắng để mà làm sao chúng ta có một chế độ ăn tốt nhất. Giống như nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình meal prep như thế, mình để cả tuần không sợ mất chất ạ? Có, chắc chắn là nó sẽ phải mất chất rồi. Vì là mỗi lần mình cho vào tủ lạnh như thế xong mình lấy ra mình cho vào cái lò vi sóng ấy, thì đương nhiên là không, nó không thể nào 100%. Nhưng mà như thế là cái mà mình phải chấp nhận là mình sẽ phải đánh đổi ấy. Và như vậy thì những cái này ấy, ví dụ vitamin này, nó rất nhiều loại vitamin này, B này, C này, E, A và D3 này, thì nó sẽ giúp chúng ta có cái lượng vitamin cần thiết này khi mà chúng ta thiếu, khi mà chúng ta không ăn đủ lấy từ những cái thực phẩm của chúng ta. Đặc biệt là với cái lượng thức ăn và cái lượng hoa quả chúng ta nạp vào ấy, đặc biệt là lúc này chúng ta ăn thức ăn hoa quả ok, nhưng mà bây giờ sau ấy thì chúng ta phải kiêng hoa quả, kiêng đường như thế, thì cái lượng, cái nguồn vitamin nó rất là ít, nên là mình đặc biệt khuyên các bạn là nên dùng cái này nếu có điều kiện nhé. Tiếp tục, thứ kia này sẽ là cuối cùng, cái cuối cùng chính là cái căn bản, lại một là loại protein nữa, nhưng mà đây là sẽ là casein. Casein là một loại protein khác, có hai loại protein nhé, là whey protein và casein. Whey protein thì nó sẽ tiêu hóa nhanh, ngay tức khắc khi mà các bạn uống vào nó sẽ tiêu hóa rất là nhanh. Còn casein nó sẽ tiêu hóa trong vòng 4 đến 8 tiếng, thì nó rất thích hợp để chúng ta kiểu dùng trước khi ngủ ấy. Và trong cái lúc này thì cơ thể nó sẽ tiêu hóa dần dần protein và chuyển đến dần dần, nó hấp thụ dần dần protein cho chúng ta. Thì cái lượng này nó cũng rất là tốt, khi mà trong một serving nó có tầm 25g của protein liền. Nên là mình thường dùng loại này để mình lấy cái mức protein cần thiết cho cơ thể mình. Đặc biệt là khi mà trong cái chương trình này mình đang đặt mục tiêu là cái lượng protein của mình nó khá là cao, nên là mình sẽ dùng cả casein và cả whey protein. Đương nhiên là chúng ta sẽ vẫn phải lấy cái lượng lớn nhất, lượng chính cái protein từ thịt, nhưng mà chúng ta sẽ dùng bổ sung thêm một chút. Thì đây là những cái mà nó sẽ giúp mình có làm sao đầy đủ thực hiện được một cái đầy đủ chế độ dinh dưỡng cho chúng ta, một cái sức khỏe tốt nhất khi mà chúng ta đang ăn kiêng diet giảm xuống này. Vậy nên đấy là những cái list mà mình muốn mọi người mình mua. Còn nếu mà mọi người thấy thế nào thì mọi người cứ kiểu cân nhắc theo cái khả năng tài chính của mọi người, mua được cái nào nhiều nhất thì mua. Còn mình nhắc lại là nó chỉ là thực phẩm bổ sung, các bạn không cần nó cũng được, nó chỉ là đóng đúng vai trò với tiết lộ, nó là bổ sung mà thôi. Nên là nếu mọi người muốn mua nhé, thì link tất cả sản phẩm mình sẽ để ở dưới cái description, có từng link của cái sản phẩm một, và hãy dùng cái code ANF30 nhé để giảm được 30% nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi tập hôm nay với ngực. Và tại sau chúng ta sẽ quay trở lại với tuần 2 của YTT và cũng như là Superset như hôm qua chúng ta đã tập. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 2 của tuần thứ 2 và với buổi tập ngày hôm nay với tập ngực và tại sau. Thực sự là bây giờ mình đang ghi âm lại và mình rất muốn cho các bạn qua buổi tập ngực ngày hôm nay và sẽ thấy một cái buổi tập nó rất là chết, rất là khắc nghiệt vào ngày hôm nay. Với buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xuất phát như thường, và chúng ta sẽ xuất phát với một buổi khởi động một chút là tầm 10 phút đi bộ, xong rồi chúng ta sẽ cố gắng là làm sao warm up các khớp của chúng ta qua các bài tập mobility để làm sao cho cái khớp vai này, khớp tay của chúng ta sẵn sàng cho cái buổi tập. Mặc dù ấy là chúng ta tập nhiều reps, tập nhẹ hơn, nhưng mà đừng chủ quan vì thực ra là nó rất quan trọng để chúng ta bôi trơn khớp chúng ta. Khi mà chúng ta vào bài tập thì chúng ta chỉ có đi lên đi thôi, chứ không có phải dừng lại mà kiểu phải giãn cơ giãn nước các kiểu. Ok, không cần để tốn thời gian nữa, chúng ta sẽ vào bài tập đầu tiên. Và với bài tập đầu tiên của chúng ta, nhằm phải là superset đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Mình phải nói chậm nè. Superset đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập Incline Dumbbell Press, một bài tập ưa thích của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tập superset cũng một bài ngược trên nữa, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là bài T-Bar Landmine. Ok, cứ theo thứ tự đã nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bài tập ngực trên, đó là Incline Dumbbell Press. Với bài này thì chúng ta sẽ tương tự như hồi tuần trước chúng ta tập hồi, nhưng mà chỉ khác là số reps của chúng ta sẽ khác hơn một chút, là từ 14 đến 18 reps. Và ở đây thì đương nhiên là qua 1-2 hiệp khởi động ban đầu thì chúng ta sẽ biết được cái mức tạ mà chúng ta cần tập là bao nhiêu. Vì thực ra là khi mà chúng ta tập với cái mức tạ nhiều hơn như thế này ấy, thì cơ nó sẽ rất nhanh mỏi, đến khi mà 12 cái các bạn tưởng tượng đến giống như hôm qua chúng ta tập chân ấy, thì thực sự nó rất là mỏi cho cái cơ ngực trên và cũng như là cơ tay sau và cơ vai khi mà chúng ta đẩy rất là nhiều. Nên là hãy chọn cái đúng cái mức tạ. Ở đây thì mình chọn là mức tạ là 65 pound và mình duy trì hết 3 hiệp tập. Và ở đây nhá, chúng ta sẽ có 3 superset mỗi bài tập. Với bài tập đầu tiên như vậy thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành 14 đến 18 reps của incline dumbbell press rồi ấy, thì chúng ta sẽ di chuyển sang bài T-bar landmine. Với bài T-bar landmine này ấy, thì căn bản là chúng ta sẽ set up này. Các bạn sẽ tìm một chỗ để làm sao cái thanh barbell của chúng ta
sẽ dựa vào đấy và chúng ta để làm sao chúng ta có một điểm tựa và chúng ta sẽ có thể di chuyển nó lên được. Ở đây thì có thể các bạn là có thể, nếu mà các bạn không tập được thêm tạ thì các bạn chỉ cần tập mình thành không cũng được, nhưng mà mình sẽ cho thêm một ít tạ vào đấy. Và cách đập của chúng ta này, chúng ta sẽ xuất phát về dáng quỳ chưa nhá, chúng ta sẽ quỳ và mình khuyên là các bạn nên lấy một cái đệm gì đấy để lên đầu gối, vì thực ra là khi mà nếu mà mình quỳ xuống sàn nó sẽ rất là đau. Và chúng ta sẽ nhấc lên và người chúng ta nhá cũng phải giữ thẳng như mình, đừng cong quá, đừng cong lưng rồi cũng như là đừng cúi quá nhiều, mà hãy để cả từ phần đùi, từ phần đầu gối đến cái phần đầu vai của chúng ta phải làm sao nó hình thành một đường thẳng để làm sao cái áp lực nó sẽ dồn vào ngực của chúng ta. Và đừng quên nguyên tắc duy nhất của chúng ta, đó là uốn ngực, kéo hai xương bả vai vào với nhau. Và ở đây thì có một cái tips mà mình cần các bạn chú ý là khi các bạn để tay ấy, các bạn để tay hai cái lòng bàn tay nó chụm vào nhau như thế này. Xong rồi khi mà các bạn đẩy ngực ấy thì hãy cố gắng làm sao dồn hai cú chỏ nó sát vào nhau nhá. Đừng có tẽ hai cú chỏ ra, như vậy ấy, khi mà chúng ta tập sẽ dồn rất nhiều áp lực vào cú chỏ. Và chúng ta sẽ để đây và chúng ta sẽ đẩy lên rất là cao. Chúng ta khi mà đẩy lên ấy, đẩy lên thì hãy cố cảm nhận là đẩy đến cái điểm nào mà bạn cảm thấy cơ ngực nó gồng nhất. Tương tự với trả về cũng vậy, đừng trả về quá sâu. Khi mà các bạn trả về quá sâu hay các bạn cố ý là các bạn đẩy làm sao cho cái thanh tạ nó dựa vào ngực ấy, để nghỉ ấy, thì lúc đấy chúng ta không còn cái áp lực nào vào cái ngực của chúng ta nữa. Và như vậy nó sẽ hại đến cái khớp vai của chúng ta khi mà nó phải thực hiện quá nhiều lần mà cái áp lực đấy nó lại không dồn vào ngực. Nên là hãy cố gắng trả về những cái phần mà bạn cảm thấy ngực nó căng nhất nhá, căng cực kỳ ấy, thì lúc mà chúng ta trả lên không quá thấp đâu. Mình chỉ cần ở đây là mình xuống phần gần như là nó 90 độ ấy, xuống phần đây. Giờ chúng ta đẩy lên như thế này đấy, đẩy lên cũng đừng khóa khớp tay nhé, duy nhất là đừng khóa khớp tay. Và cố gắng là lúc nào phải cảm nhận ngực của chúng ta, ưỡn ngực, giữ lưng thẳng, như vậy thì bao nhiêu áp lực nó sẽ dồn hết vào đấy. Và tin mình đi, hai cái bài đấy nó kết hợp với nhau ấy, cái bài đó, các bạn có thể nhìn thấy là mình tập khá là nhẹ ở cái bài T3 lên mai, nhưng mà vì sau 14-18 reps các bạn tưởng tượng 30 cân mỗi bên thì nó thực sự rất mỏi cho cái cơ ngực của chúng ta. Nên là không sao hết, đừng quan tâm cái mức tạ, quan tâm tới cái ngực cảm nhận thế nào để làm sao chọn cái mức tạ mà chúng ta tập mà chúng ta cảm thấy được nhất đến cái ngực đấy. Đấy thì chúng ta sẽ 3 superset như vậy, cứ bài này xong bài khác, bài này xong bài khác. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ 3 superset, mỗi set mỗi bài sẽ là 14-18 reps. Và chúng ta sẽ sang bài thứ 2. Bài superset thứ 2 chúng ta sẽ có combo là cho phần tập ngực giữa của chúng ta. Và ở đây sẽ là bài dumbbell bench press. Và chúng ta sẽ superset với bài chống đẩy thôi. Nó sẽ giống kỹ thuật của chúng ta tuần trước là cũng tập cố gắng làm sao nhỉ. Lúc này thì chúng ta cũng lại chọn mức tạ lại. Thực ra là mình cũng không thể nào mình đẩy nốt 65 cái, tại vì là cái thể lực của ngực của mình ấy, nó sẽ không đủ để tập nốt 65 cái. Như vậy mình sẽ giảm tạ xuống một chút chút thôi. Đấy, xuống 55 pound. Và hãy cố gắng này, dùng hết sức của mình. Và tuy là dùng hết sức nhá, mình bảo dùng hết sức nhưng mà phải cực kỳ đúng kỹ thuật. Vì chúng ta tập càng nhẹ như vậy thì hãy cố càng làm sao cố cảm nhận cái ngực của chúng ta, đẩy lên đến điểm cao nhất, gồng hết ngực của bạn lên, xong trả chậm trở về, trả sâu đến điểm nào bạn thấy cảm thấy ngực căng nhất. Đừng xuống sâu quá, vì khi các bạn xuống sâu quá thì nó sẽ vào cái phần vai của chúng ta, như vậy thì nó sẽ không có ích gì hết trong cái buổi tập đấy. Và ở đây hãy cố gắng ưỡn ngực này, giữ và làm sao giúp cho chúng ta có thể cảm thấy phần ngực căng. Rồi chúng ta sẽ đẩy lên 14-18 reps của bài dumbbell bench press. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy sang một bên nào đó để các bạn có thể tập một bài chống đẩy. Chống đẩy ở đây thì thực ra thì mình cảm thấy cơ ngực rất là mỏi rồi, nên là mình muốn duy trì 14-18 reps ở tầm rep range khá là cao ấy, thì mình sẽ tập cái bài knee push up, là kiểu mình quỳ xuống ấy để giảm một ít áp lực đi để mình có thể tập hết 14-18 reps. Còn với những bạn nào khỏe hơn cứ tập push up bình thường như mình. Push up có thể là các bạn, nếu mà các bạn không hết tập hết 14-18 cái, có thể tập 8-10 cái push up bình thường này, xong rồi các bạn tập knee push up thêm 4-8 cái nữa, như vậy là chúng ta đủ 14-18 cái. Nhưng với bản thân mình yếu thì ok mình nhận, nhưng mà mình muốn cảm nhận cái ngực của mình trong 14-18 reps đấy, nên là mình sẽ tập với knee push up để làm sao thực sự là mình lấy hết cái sức lực của ngực của mình đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ xong với bài combo thứ hai, superset thứ hai cho ngực. Nhớ nhá, mỗi superset đấy nó sẽ có 3 hiệp của 3 bài đấy, của 2 bài đấy. Xong rồi cứ bài này qua bài khác, bài này qua bài khác. Chúng ta tập xong bài này, chúng ta chuyển qua bài kia, xong rồi chúng ta nghỉ. Và thời gian nghỉ nhá, mỗi giữa superset đấy thì chúng ta sẽ nghỉ tầm 1 phút đến 1 phút rưỡi thôi, không nhiều quá. Vì thực ra là nhóm cơ ngực thì nó cũng là nhóm cơ lớn, nhưng mà nó không phải quá là lớn như khi mà chúng ta tập squat.
Bài tiếp theo của chúng ta nó sẽ là một bài cuối cùng trong ngược ngày hôm nay. Đó là sẽ là bài Cable Crossover. Nó hơi khác một chút. Với bài Cable Crossover này thì mình sẽ để kéo phần ngang. Cable Crossover thì chúng ta có thể tập rất là nhiều góc độ. Góc độ kéo xuống dưới, góc độ kéo ngang hoặc góc độ kéo từ dưới lên trên. Thì mình chọn cái mức độ là chung, kiểu ở dưới cái phần vai của mình ấy, phần dưới ngực của mình ấy. Để khi mình kéo vào mình sẽ tấn công vào cái phần giữa nhiều hơn, mình cảm nhận nhiều hơn. Và ở đây thì mình phải nhắc lại cho các bạn là đừng ham tập nặng. Cái quan trọng là chúng ta giữ cái khoảng di chuyển của cái tay của chúng ta này, để làm sao chúng ta dồn hai cái cùi chỏ chúng ta sát vào nhau để tạo cái sự căng nhất, gồng nhất của cái ngực của chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới tạo bao nhiêu cái áp lực đấy qua 14 đến 18 reps, một cái rep strength rất là cao, dồn hết vào ngực của chúng ta. Và sau 14 đến 18 reps đấy thì mình sẽ tập với bài incline flies dumbbell nhá. Và ở đây thì thực sự là sau cái hiệp tập 14 đến 18 reps của cable crossover thì thực sự là cái tay của mình nó rất là dã rời cũng như ngực ấy, nên là mình tập rất là nhẹ và mình cảm nhận mình phải dồn hết tất cả mọi cái sức lực của mình để mà mình gồng cái ngực lên ấy. Các bạn nhớ nhá, dù có tập nặng hay tập nhẹ nào thì hãy cố gắng gồng lên ở mỗi cái điểm đỉnh điểm của chuyển động ấy, thì như vậy mình mới phát triển được cái cơ ngực. Chứ đừng nghĩ là chúng ta chỉ cần đưa cái tạ nó đến cái điểm mà từ điểm A đến điểm B là xong rồi ấy. Không phải, mà chúng ta phải gồng cái cơ mà chúng ta cần tập ấy. Như vậy thì chúng ta mới xây được một cái bộ ngực thật là đẹp nhé. À, có một tip cho các bạn khi tập cable crossover ấy là hãy cố gắng chọn cái mức tạ đúng, mà làm sao các bạn đứng hai chân bằng nhau ấy. Còn nếu không biết là do các bạn có thể cảm thấy không, nhưng mà khi mình tập đứng như thế ấy, thì mình sẽ cảm thấy cơ ngực nó dồn đều hơn, nó không bị dồn vào cái lưng của mình nhiều lắm. Và mình sẽ chọn mức tạ đúng ấy. Và những cái hôm nào mà mình chọn mức tạ nhiều hơn mà mình đến nỗi mình phải đứng chân trước chân sau để trụ ấy, thì lúc đấy cảm nhận là nó hơi chít và nó không nhiều bằng khi mà mình tập kiểu mình tuốt ngực ấy. À đấy, khi mà mình đứng thẳng như thế thì hãy cố gắng luôn luôn tuốt ngực nhá, kéo hai sườn vào vai vào. Cái nguyên tắc cơ bản nhất khi mà chúng ta tập ngực là nguyên tắc đấy nhá. Và khi xong với bài ngực thì chúng ta sẽ đến với tay sau. Tay sau hôm nay chúng ta sẽ tập với dips. Nhưng mà hôm nay chúng ta tập dips tuần trước đúng không? Tuần trước là chúng ta sẽ tập với là dips với phiên bản của ngực. Hôm nay chúng ta sẽ tập với phiên bản của tay sau. Khác nhau bởi cái gì? Khác nhau ở cái độ gọi là độ giãn của cái cùi chỏ. Các bạn đẩy cùi chỏ càng rộng thì nó càng vào ngực. Và khi mà chúng ta cố gắng kéo cái sát cái cùi chỏ vào thân người của chúng ta ấy, thì nó sẽ vào cái tay sau nhiều hơn. Và có một tip cho các bạn là ở tuần trước khi mà mình đã bảo là các bạn càng cúi người thì nó càng vào cái ngực của bạn. Còn tay sau ấy thì hãy cố gắng là dựng thẳng người lên, ướt ngực đấy. Như vậy cố gắng xuống những điểm nào mà các bạn cảm thấy là cái tay sau của bạn căng nhất, và cố gắng đẩy hết lên. Và ở đây thì đấy, hôm nay thì mình không thể nào tập được bằng body weight của mình phải sử dụng cái sự trợ giúp của cái máy ấy. Tại vì thực ra là sau cái bài ngực vừa rồi và kiểu mình tập khá là nhiều reps như vậy ấy, cái thể lực của cái tay sau của mình nó giảm đi một chút. Và như vậy thì mình sẽ phải đấy, không sao ấy, mình không quan tâm xem là mình tập nặng thế nào, mà quan trọng là mình sẽ tập làm sao cho cơ nó chết hẳn luôn. Và hôm nay thì có một cái là bọn mình tập khá là muộn, nên là bọn mình phải rush rất là nhanh và thời gian nghỉ cực kỳ nhanh, kiểu chắc là phải tầm 30 giây, 45 giây đấy. Nhưng mà ấy, như thế lại tạo cho bọn mình một cái rất là kiểu một hiệp tập thực sự là hiệu quả. Sau khi mà mình đã tập 14 đến 18 reps của bài dips đấy thì mình sẽ chuyển qua superset nhá. Đấy cũng là sẽ là một superset của dips và bài narrow push up. Bạn này, mình để với các bạn không hiểu sao hôm nay mình tập cái narrow push up đấy được đúng hiệp đầu tiên là mình tập chuẩn. Ở đấy là mình cần phải dùng knee nhá, phải quỳ xuống nhá. Còn đến cái hiệp 2 thì mình thề với các bạn là mình không thể chống được đến nổi 5 cái luôn. Và lúc đấy thì thực sự là mình phải dồn lên mình ấy ở một cái bậc, và mình để tay ở cái bậc ở trên. Thì đấy là cũng là một cái tip mình dành cho các bạn, là nếu khi các bạn nào mà đã tập đến mức kiểu chết, đến mức mà các bạn đã quỳ xuống rồi mà các bạn không thể chống đẩy được nữa, thì hãy để cái tay ở lên một cái phần nào cao hơn cái mặt đất. Tại vì khi mà các bạn chống đẩy bằng ấy thì nó sẽ có nhiều áp lực hơn khi là các bạn sẽ chống đẩy để ví dụ có một cái ghế ở đây nhá, cái thân người của bạn ở đây nhá, đấy các bạn chống đẩy ở đây này, thì nó sẽ đỡ cái áp lực hơn là so với các bạn chống đẩy dưới chỗ mặt đất này. Như vậy ấy, thì đấy là một cái tips mà mình dành cho các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến với combo cuối cùng của chúng ta, đó là bài tricep push down và với bài overhead tricep extension.
với bài Tricep Push Down ở đây hôm nay mình sẽ dùng cái thanh tạ là thanh chữ V ấy. Thực ra thì mình muốn đổi một chút. Tuần trước thì chúng ta đã tập với thanh tạ mà thanh tạ ngang ấy. Hôm nay mình muốn thay đổi một chút để tạo tấn công nhiều với góc độ của cái phần dây sau của mình. Và tương tự chúng ta sẽ có 14 đến 18 reps. Hãy chọn cái mức tạ mình nói rồi. Tuần trước ấy, mình thực sự là mình có thể tập bình thường ấy, mình tập cái máy này ấy, mình có thể tập full stack. Nhưng mà hôm nay ấy, thì khi mà mình nghĩ là ok tay mình nó mỏi rồi, chọn đến 14 đến 18 reps thì mình chắc là chọn 100 pound là ok. Nhưng mà khi mà mình chọn 100 pound ấy thì thực sự là mình vừa sờ đến mà mình muốn để xuống, mình cảm thấy no, mình không tập tiếp được đâu. Nên là mình phải chọn cái mức tạ nào mà mình phải dồn được. Thực ra là lúc đấy là cái cơ tay mình quá chết rồi nên là mình không có thể là không tập được. Nhưng mà ở hai hiệp sau ấy thì mình đã cố gắng tăng tạ để làm sao mình thực sự lại chết trong cái vòng 14 đến 18 reps. Và sau cái 14 đến 18 reps nhá, chúng ta superset, chúng ta tập xong 14 đến 18 reps thì chúng ta sẽ chuyển sang với là bài overhead tricep extension. Và ở đây mình sẽ tập với cái dây thừng ấy, là chúng ta phải chĩa hai tay ra ấy. Với bài này thì các bạn cố gắng nhá, hãy cố gắng làm sao chúng ta giữ hai cái tay của chúng ta khi mà chúng ta đẩy lên ấy, thì chúng ta giãn kéo hai cái bàn tay ra ngoài, chĩa ra ngoài, đừng bị chụm vào nhau. Đến khi nào mà các bạn cảm thấy là tay các bạn không nâng nổi nữa ấy thì lúc đấy thì chúng ta hãy chụm tay lại để cố gắng làm nốt số rep còn lại. Tin mình đi, khi mà các bạn đã có thời gian nghỉ rất là ít như vậy ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái đuổi tay rất là hiệu quả. Khi mà chúng ta đã dồn rất nhiều áp lực vào cái tay sau của chúng ta qua cả hai bài, thời gian nghỉ ít và cố gắng mỗi hiệp ấy, chúng ta dành xong mỗi superset chúng ta dành 10 giây thôi để chúng ta gồng cái cơ bắp đấy lên, gồng cái cơ tay sau đấy lên để làm sao nó có thể gọi là phục hồi nhanh và có thể tập tốt nhất cho cái bài tập ngày hôm nay. Và thực ra đấy, mình đã bảo là hôm nay là mình phải rush rất là nhanh thành ra. Nhưng mà tuy nhiên là trong cái giờ của cái may ấy là bọn mình nghỉ rất ít nên là kiểu cái thể lực nó rất là đuối luôn ấy, kiểu như là nó tập rất chết của mình. Và lúc đấy thì kiểu bọn mình tập xong thì cũng đã hơn 7:30 và mình cũng không có thời gian tập cardio ấy. Nên là thằng kia nó mới phải về đây nó tắm rửa nó đi chơi ấy. Các bạn đừng nghe thằng sạp kia nhá. Bây giờ thì mình có cái phần sau khi xong, khi các bạn đã tra tấn xong cái hai phần ngực và tay sau ấy thì chúng ta nên có một chút gọi là post workout. Mình đang có post workout cao ở đây. Và chúng ta sẽ chuyển sang cardio. Mình còn 20 phút cardio cuối cùng. Đừng quên nhá, cái cardio nó rất quan trọng. Nó quan trọng ấy, không chỉ trong cái việc mà bạn giảm mỡ, cái bạn việc bạn đốt calo, mà nó còn quan trọng trong cái việc phục hồi cái cơ bắp của chúng ta. Phục hồi, thực ra là mình đã nói với các bạn rồi đấy, khi mà các bạn cardio thì máu nó chuyển vào các nhóm cơ càng nhiều ấy, thì lúc đấy cơ mình nó phục hồi càng tốt. Cộng thêm cái phần post workout với BCAA, whey protein và glutamine nữa thì nó sẽ kiểu hấp thụ ở cơ thể và nó sẽ phục hồi nhanh hơn để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho bài ngày mai. Nên là bây giờ mình sẽ uống hết chỗ này và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai. Các bạn đợi mời thằng kia cho mình nhé, thằng Sam. Bye bye.